Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD mới đầu tuần phần thứ 148 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội, chuyên mục được lên sóng vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Và như thường lệ, trước khi cùng nhau khám phá những album mới về của tuần này thì em sẽ cùng cả nhà khởi động với chương trình mini game đón chủ trúng thưởng nha. Ba chữ số cuối trong series tờ 500 em đã che rồi và mọi người vui lòng bình luận ở phía dưới clip YouTube tối đa là 5 lần. Ba chữ số của tờ 500 này, nếu mình đoán trúng cả ba, em sẽ tặng cho mình là miễn phí 3 CD trị giá là 450, hoặc là chỉ cần đoán trúng hai chữ số cuối thôi là vẫn được tặng một CD trị giá là 150. Và kết quả thì em sẽ công bố vào tối thứ 6 tuần này trong chuyên mục CD yêu thích phần thứ 84. Các cái album mới về thì em đã để riêng thành từng cái chuyên mục một. Cái trong đầu tiên sẽ là những cái album nhạc quê hương cũng như là nhạc đỏ mới về trong tuần, đặc biệt lắm có album rất là hay của Nguyễn Tuấn Anh nha. Một số những cái chương trình nhạc đỏ của Thu Hiền, Trung Đức và những bản tình ca Tây Bắc nữa này. Một số những cái album acoustic, đặc biệt là có một đĩa mới tinh của Mộc San nhá, Mộc San Trịnh Vun Ba. Ở hàng dưới thì em có một số những cái chương trình song ca bolero, đặc biệt là cặp Quang Lê Lệ Quyên rất là nhiều khách hỏi này, những cái chương trình test loa AR này, nhạc vàng này. Và mình cũng kết thúc clip với một số những cái album đĩa tài bản F1 nhạc tình bolero. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhận đúng tên đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897. Số anh đã ship số đây từ 3 đĩa trở lên, mình phải ship từ 700.000. Bạn nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.500.000, bên em sẽ tặng thêm một đĩa kỷ niệm. Mở đầu sẽ là album mới tinh của tuần này, đó là Tổ Quốc và Người Lính với tiếng hát của Tuấn Anh. Trước đây thì các bác biết đến Tuấn Anh qua những cái album acoustic nhạc tình và tiền chiến. Tuy nhiên thì trong cái album lần này thì Tuấn Anh trở lại với cái dòng nhạc chính chuyên của anh, tức là dòng nhạc đỏ, nhạc quê hương đây. Chào Em Cô Gái Lam Hồng, Đất Nước, Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng, Tình Ca Tây Bắc, Tình Em Biển Cả hay là Chiều Trường Sơn và Tổ Quốc Trong Tim. Album được hòa âm rất là chỉn chu này, cũng như là chất lượng tiếng cực kỳ tốt nhé. Bạn nào mà muốn tham khảo một cái chương trình nhạc đỏ và chất lượng hoàn hảo thì nên tham khảo chương trình này. Em đang giao là 200.000 nhá. Album cũng được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Rất là ý nghĩa luôn. 200.000 đĩa chính hãng nhá. Album nhạc đỏ nhưng mà chất lượng phải nói rất là tuyệt vời qua giọng hát của Tuấn Anh. Hai cái chương trình nhạc đỏ nữa cũng mới về trong tuần, đó là Tình Ca Đỏ của Tạ Minh Tâm. Vôn 1, vôn 2, cả nhà xem thử lead của vôn 2 trước đã nhá. Ở trong này có Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, Bài Ca Bên Cánh Võng, Ở Đất Nước Chọn Niềm Vui, Vang Mãi Bản Tình Ca hay là Những Ánh Sao Đêm, Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng. Album đang giao là 250.000 nha. Phát hành của Tuấn Trinh Studio, âm thanh rất là sang nét. Phòng thu Tuấn Trinh hiện tại em cũng đang có rất là nhiều những cái album theo cả thể loại acoustic này và cả nhạc jazz cho bác nào mà muốn tham khảo thêm. Còn đây là Tạ Minh Tâm, Tình Ca Đỏ Vôn 1, cũng rất là nhiều những ca khúc quen như là Sông Lô này, Tình Ca này, Bài Ca Hà Nội, Ở Thành Phố Hoa Phượng Đỏ, Ngọn Đèn Đứng Gác, Nuôi Lửa Lên Em, Bài Ca Không Quên. Đĩa chính hãng nhá, tem mác đầy đủ, này là 250.000. Ba album nhạc đỏ kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô này. Và sang bên đây thì em có một số những chương trình của Thu Hiền, Trung Đức, không biết bác nào thích cặp song ca này không. Ngoài ra thì em có cả, hiện tại còn shop có sẵn cả những chương trình của Anh Thơ, Trọng Tấn nhá. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi ảnh thêm. Mình cùng xem từ cái list của Tình Ca Quê Hương vôn 1 xem nào. Tình Thắm Duyên Quê, Hoa Cau Vườn Trầu, Dã Bạn, Người Ở Đường Về, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Hương Cau, Dặng Trăm Bầu hay là Chiếc Áo Bà Ba. 250.000 nhá. Tình Ca Quê Hương vôn 2 sẽ có Chuyện Tình, Lan và Điệp, Em Đi Chùa Hương, Mưa Trên Phố Huế, rồi thì Trên Nhịp Cầu Tre, Bèo Giặt Mây Trôi, qua tiếng hát của Thu Hiền rất là hay, cũng là 250.000. Còn Tình Ca Đỏ, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ sẽ có Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ này, Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em, Có Hà Nội Và Tôi, Chuyện Tình Lá Diêu Bông, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, cũng là 250.000 cả nhà nhá. Và hai cái chương trình nữa là chủ đề hát về các dân tộc Việt Nam. Thì xong cái vôn 2 em thấy có khá là nhiều những giọng ca quen thuộc ở đây như là Tùng Dương, Lan Anh, Trọng Tấn, Tân Nhàn, rồi thì có cả Imon, Hải Yến, Cẩm Nhung, Siêu Black cũng có nhá. Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời, uầy, bài này rất là bốc này. Gặp Nhau Trong Rừng Mơ, Tháng Ba Tây Nguyên, có cả Cô Giáo Tay Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi hay là Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên của Trần Thu Hà nữa. 250.000 luôn. Tình Ca Tây Bắc hát về các dân tộc Việt Nam, xem đây là vôn 1. Trong này em thấy có Trọng Tấn, Vi Hoa, Doãn Tần, Lan Anh, Thu Hiền, có Tố Loan hát bản Cô Gái Vót Trông này,
Có lời ru trên nương của Lan Anh nữa này, hay là Anh Thơ rừng xanh vang tiếng ta lư. 150 cả nhà nhá. Ở tạm gác những cái chương trình nhạc đỏ quê hương lại để mình chuyển sang dòng nhạc acoustic. Mới gần đây thì em cũng đã lên sóng một clip tổng hợp bao nhiêu nhỉ? 12 CD của Mộc San. Bây giờ thì thêm đĩa thuộc số 13 nhá. Đó là Mộc San Trịnh Vôn Ba, thực sự quá là các trung tâm đại đĩa ưu ái cho Mộc San, chỉ trong vòng có 1-2 năm thôi mà ra tận mười mấy đĩa thế này. Đây là Mộc San Trịnh mới nhất, Vôn Ba, Một Cõi Đi Về, Du Tình, Rừng Xưa Đã Khép, Cát Bụi Diễm Xưa, Bên Đời Hữu Quạnh. Em cũng chưa kiểm tra lại xem nó có trùng với Vôn 1, Vôn 2 bài nào không. Nhưng mà có vẻ có bài mới đấy, có một số bài mới đây rồi. 150 nhá. Đĩa phô đúc lồng trắng, các bác đỡ phải nghe trên nhạc mạng hay là nghe trên YouTube nữa. Nghe âm thanh từ CD, âm thanh nó sẽ nét hơn, sắc sảo hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cái tiếng guitar trong những album của Mộc San chơi rất là nghiện. Guitar toàn Nguyễn, hôm nay em có hai đĩa được tái bản. Trước đây thì em bán đĩa gốc của hai album này là 250 một chiếc, còn bây giờ đã đĩa tái thì em đang giao 150. Thì đĩa tái nó vẫn vừa tiền hơn mà chất lượng tiếng cũng giữ nguyên, không khác biệt gì nhiều. Các bác có thể mua đĩa gốc để ủng hộ ca sĩ cũng được, hoặc là có thể mua F1 thì nó rẻ hơn thôi. Guitar toàn Nguyễn, cái này là chơi nhạc Trịnh, Diễm Xưa, Du Tăng Ngậm Ngùi, Tình Xa, Phui Pha, Một Cõi Đi Về. Chất giọng rất là trầm ấm, tự sự, đều kết hợp với cái tiếng guitar phiêu lãng nữa. 150 nhá. Cái này cũng là F1 150 này, Hà Nội Và Tôi. Và đúng trong cái không khí của những ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô, cho nên là em cũng đã lên một clip tổng hợp bao nhiêu hai mấy album đĩa gốc và cả đĩa tái bản F1 chủ đề về Hà Nội rất là hay. Bác nào muốn tham khảo thêm có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi ảnh những cái chương trình về Hà Nội đặc sắc cho mình chọn. Cái này 150 nhá, đồng giá. Xuân Hảo Vì Đó Là Em đã có đĩa tái rồi. Căn bản là đĩa này đĩa gốc khá là đắt đấy, anh em kêu nhiều, cho nên là mình chơi F1 giúp em thì nó rẻ hơn 150 thôi. Vì Đó Là Em, Giọt Lệ Sầu, Anh Còn Nợ Em, Khúc Thụy Du. Xuân Hảo hiện tại đã có 6 vôn, có đủ cả 6 đĩa gốc và cả 6 bản F1 rồi, thì mình có thể chơi cả hai bản tùy. Mua đĩa gốc thì sẽ ủng hộ ca sĩ và có cái bìa đĩa xịn này, cũng như là phôi đĩa chất lượng, có cả chữ ký ca sĩ. Còn chơi F1 thì thực ra cái đây có thể coi là đĩa super perfect đi, siêu nhái luôn, chất lượng tiếng nghe không khác gì đĩa xịn. Tuấn Anh hôm nay có hai đĩa đã được tái bản, đó là Hương Tình Cũ 2 và cái này là Anh Còn Yêu Em chơi với phần guitar của Phương Phạm, cũng rất là hay, thì các bác để xem thử list. Trước là Cuối Cùng, Bài Tình Ca Cho Em, Anh Còn Yêu Em Đi Rồi. Cái đĩa này trước đây đĩa gốc hết hàng lâu lắm rồi ấy, không tái lại. Và các bác hỏi cũng nhiều mà em không có hàng, thì bây giờ đã có đĩa tái rồi đây. 150 thôi, những bài rất là hay. Giọng hát Tuấn Anh acoustic lại còn chơi guitar bác Phương Phạm, đánh rất là tuyệt vời. Hư Tình Cũ 2 thì sẽ là album đĩa tái của Audio Space. Album này thì trước đây thì đĩa gốc em bán cũng rất là nhiều rồi, bây giờ vẫn đang có hàng nhá. Nhưng mà có vẻ như là số lượng đĩa gốc cũng không còn nhiều nữa, và hãng cũng không định tái phát hành lại, cho nên là mình có thể, nếu mà hết hàng thì mình sẽ chơi sang F1 như này. 150. Hương Tình Cũ 2 rất là nổi bật với những Mưa Lệ này, rồi thì Những Bước Chân Âm Thầm, Nhẹ Khúc Cuối, Vết Thương Cuối Cùng, chứ là Cuối Cùng, Dù Tình Yêu Đã Mất. Thì đấy là những album acoustic. Rồi bây giờ mình chuyển sang chủ đề song ca. Tuần này rất là nhiều album song ca mới tinh nha. Quang Lê và Lệ Quyên đã có đĩa tái. Đây, Lệ Quyên Sầu Tím Thiệp Hồng với cả gì đây, Quang Lê Hoa Nở Về Đêm, xem nào. Cặp này rất là nhiều bài hay ho mà nhiều khách hỏi. Người Đi Ngoài Phố, Sầu Tím Thiệp Hồng, Tình Đời, Bài Ca Kỷ Niệm, Nhật Ký Đời Tôi, Cái Đắng Bùa Môi. Chọn lọc những bài cả đơn ca và song ca của Quang Lê, Lệ Quyên. 150 nhá. Cặp đôi này từng một thời khuấy đảo các phòng trà Hà Nội đúng không nào. Bây giờ vẫn hot nha, cứ show nào mà có sự góp mặt của Lệ Quyên thôi là đã cháy vé luôn rồi. Hoa Nở Về Đêm, Sương Trắng Mình Quê Ngoại, Về Đâu Mái Tóc Nghịch Thương, Sầu Lấy Bóng. 150 nhá. Đĩa F1 phôi đúc lòng trắng. Hai cái chương trình song ca nữa, cái này thì sẽ nhiều ca sĩ hơn, và các ca sĩ này là của hải ngoại, đó là song ca Bolero, Tết Loa AR, gọi là Tết Loa AR cho nó sang, thực ra là Tết Loa nào cũng hay,
Còn người ta vẫn lấy AR ra bởi vì đây là cái loa nghe nhạc vàng hay nhất mà đúng không? Song ca bolero này, rong rêu, nhà anh nhà em, kỷ niệm nào buồn, thiệp hồng anh viết tên em. Họ có ghi rõ là từng cặp song ca nào hát những cái bản này luôn. Quang Lê Lệ Quyên, Mai Thiên Vân, Tường Nguyên Tâm Đoan. Ôi, bằng Kiều Phương Thanh hát bằng rong rêu à? Chưa nghe thử. Để mình xem có cái phôi nhá. Lần đầu tiên có cái album này đấy ạ. Những cái chương trình này thực chất là do những cái hãng đĩa trong nước họ tự tổng hợp, tự làm. Nhưng mà chất lượng tiếng em đánh giá khá là ok. Mà đồng thời là họ cũng đã khéo léo chọn những cái bài hay, thành ra là mình đỡ phải mua nhiều đĩa. Còn đây là album Căn Nhà Màu Tím này. Thử xem cái list xem nào. Các bác thích đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình nhá, hoặc là nhắn đúng tên đĩa giúp em. Nối Lại Tình Xưa, Như Quỳnh Mạnh Đình, ok, bài hay. Quang Lê Mai Thiên Vân, Gõ Cửa Trái Tim, rất là được. Có Anh Thìn Thuyến Em Hộ Phương. Có cả Đan Nguyên, Hoàng Thục Linh hát bằng Đừng Nói Xa Nhau. Rất là nhiều những cái bài hit ở đây, những cái bài tủ đấy, chuyên để thử loa đấy. 150 nha. Rồi, xong ca xong rồi, bây giờ lại còn chuyển sang. Lại là test loa AR nhưng mà sẽ là những cái album bolero hát đơn. Nếu Được Làm Người Tình, cái lead bài em thấy rất là khéo nhá. Từ Về Lại Đồi Sim của Như Quỳnh, với phần hòa âm của nhạc sĩ Trúc Hồ rất là hay. Hay là có bản Hồng Trúc, Nếu Được Làm Người Tình này. Có Mai Thiên Phân, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Lại còn Trường Vũ, Mùa Xuân Của Mẹ nữa. Toàn là những cái bài hay ấy. Hãng họ chọn hết vào đây rồi, thành ra các bác chỉ cần một đĩa thôi mà đã có mười mấy bài rất là kinh điển. Mà có 150 thôi nhá. Chiều Mưa Biên Giới chắc chắn là bài của Thanh Tuyền rồi, chuẩn. Có Hai Mùa Mưa Bảo Tuấn này, có Mưa Đêm Tình Nhỏ Trường Vũ. Cái đĩa này có vẻ toàn mưa nhá. Mưa Trên Phố Huế, Mưa Đêm Ngoại Ô, các thể loại mưa của Hải Ngoại. 150. À, hai cái album bolero nữa mà em thấy là thủ loa cũng rất là hay mà có thể nhiều bác mình không để ý. Đó là những cái chương trình của nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, Tình Khúc Xưa 1 và Chuyện Tình Bolero Duyên Phận. Trong cái album này thì sẽ có bài Duyên Phận thử rất là thích này. Có Phượng Buồn Cũng Hay, hay là Phận Gái Thuyền Quyên và Đèn Khuya. Thực sự là bản thân tiếng hát của Lan Anh đã là một nghệ sĩ được đào tạo bài bản cũng như là có rất là nhiều cái thành tựu rồi. Cho nên là không có cái gì để chê về kỹ thuật cả. Lại còn cộng thêm cái phòng thu cho những cái album của Lan Anh làm rất là tốt ấy. Cái phần hòa âm khối khí, bát chép đẩy căng đét luôn. Cho nên là thử loa sướng cực kỳ. Nhiều bác không để ý thôi nhưng mà nghe thử một lần đi. Trời ơi, nghiện luôn. Một thời em bán rất là nhiều những cái Lan Anh này. Nhưng mà bây giờ hết đĩa gốc rồi, số lượng nó không có nhiều nữa. Cho nên bây giờ mình chuyển sang F1 nhá, 150. Còn đĩa gốc của Lan Anh phải rơi vào tầm 350 nhá, hơi bị đắt luôn. Nghệ sĩ ưu tú mà Tình Khúc Xưa này, cái này em có nhớ là có Đôi Mắt Người Sơn Tây đâu, bài 4 đúng rồi, rất là hay. Paris Có Gì Lạ Không Em, có Trên Đỉnh Mùa Đông. Trong này có một số bài song ca với cả Tấn Minh với cả Xuân Hảo như là Thương Nhau Ngày Mưa và Đừng Xa Nhau, Thuyền Viễn Xứ. Một giọng hát phải nói đẳng cấp luôn đó. Một trong những nghệ sĩ thuộc hàng top của dòng nhạc thính phòng Việt Nam mà. Nhưng mà từ khi Lan Anh chuyển sang bolero là em thấy rất là bén duyên nha. Hát đĩa nào cũng hay, đĩa nào khách cũng khen. Thì đấy là 150, F1. Đĩa gốc thì để em xem lại xem còn đủ hàng không, vì số lượng đĩa gốc của Lan Anh bây giờ cũng hạn chế ít rồi. Lệ Quyên 150 tiếp này. Tình Lỡ Khôn Nguôi, album Vol 6 đã được tái bản. Căn bản là đĩa gốc thì hơi đắt, toàn 300 mấy. Thì mình mua F1 giúp em. Ta Đỡ Từ Yêu, Giận Thì Giận Mà Thương Thì Thương, Yêu Thương Một Đời, Tình Khôn Nguôi hay là Không Còn Nợ Nhau. Đĩa F1 làm rất là đẹp nha, trông y như cái ảnh của đĩa xịn luôn. Phôi cũng đẹp, 150 nha. Liên Khúc Tình Hờ đã có đĩa tái lần đầu tiên nha. Trước đây em chỉ bán thỉnh thoảng có gốc thì em bán gốc, còn không thì thôi, không có hàng. Thì bây giờ đã có F1, lúc nào cũng có sẵn hàng rồi. Liên Khúc Tình Hờ, giai điệu rất là sôi động với sự góp mặt của Kiều Nga, Ngọc Bích, Tuyết Hương, Anh Sơn. Ngoài Liên Khúc Tình Hờ ra thì hải ngoại em thấy có Liên Khúc Tình Yêu, Liên Khúc Chiều Mưa, Liên Khúc Tình Đầu là những cái album liên khúc các bác nên tham khảo nếu mà mình thích nghe cái dòng nhạc này. Hoặc Liên Khúc Tuấn Vũ nha, cũng đang có rất là nhiều. 150 một chiếc. Hôm nay có một chương trình của Đàm Vĩnh Hưng. Bổ sung thêm, lần trước là mình có một cái album có mấy cái bài về hoa đúng không, các khúc các loài hoa. Thì bây giờ là mình có Đàm Vĩnh Hưng Tình Bơ Vơ. Cái lead bài khá là hay, Khi Đã Yêu, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Chiều Mưa Biên Giới, Ga Chiều Phố Nhỏ, Bạc Trắng Lửa Hồng. Em thì không phải fan của Đàm Vĩnh Hưng đâu, nhưng mà em thấy khá là nhiều khách mê cái giọng hát của bác Đàm, Mr. Đàm.
Dù rằng đời tư thì khá là nhiều scandal nhưng vẫn không phải phủ nhận là giọng hát cũng như là sự giàu có, sự nổi tiếng của Đàm Vĩnh Hưng là không thể chối cãi đúng không nào? Bảo Yến về đâu mái tóc người thương. Trong này em thấy có người đi ngoài phố, hoa sứ nhà nàng, trường cũ tình xưa, mưa rừng, mùa xuân của mẹ. Bảo Yến có rất là nhiều album đang có sẵn nha, phải có tầm mười mấy đĩa đấy ạ, thì các bác có thể mua đủ bộ. Một giọng hát đẳng cấp. Những chương trình của Bảo Yến thì cái này là thu âm trong nước, còn em nhớ là có một số album mà thu của hồi của Asia, của hải ngoại, tiếng còn tốt hơn nữa cơ. Cũng rất là hay. Và mình cũng kết thúc clip với một cái chương trình của Tuấn Vũ thu âm mới sau này khoảng năm 2000 mười mấy gì đó. Đó là Tuấn Vũ Chuyện Đời Tôi. Album này là trước đây là của Tuấn Trinh Studio phát hành. Thì mình cùng xem con lít bài, em thấy khá là hay. Với Biển Tình, Chút Kỷ Niệm Buồn, Đắp Một Cuộc Tình, Ai Khổ Vì Ai, Không Bao Giờ Quên Anh. À, dù rằng giọng hát của Tuấn Vũ lúc này thì cũng khác hồi xưa rất là nhiều, vì đây không phải là cái thời kỳ phong độ của Tuấn Vũ nữa. Nhưng mà với những ai là fan của nghệ sĩ này, được nghe idol của mình hát lại những ca khúc quen vẫn là một cái cảm giác gì đấy rất là thích thú đúng không nào? Đặc biệt là phòng thu Tuấn Trinh hòa âm cho những cái đĩa này của Tuấn Vũ rất là hay. Em đánh giá cao nha. Cái này 150. Không có đĩa xịn, chỉ có em một thôi. Rồi, vậy là hôm nay mình cùng lướt qua rất là nhiều những album mới rồi. Và có phải tuần này thì có khá là nhiều những cái chương trình bolero, song ca rồi các thứ, nhạc đỏ rất là hay. Và có những chương trình còn mới tinh và lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên các bác mà quan tâm đĩa nào có thể nhắn tin qua Zalo giúp em 0912 906 897. À, xuất hiện những ship solo đây từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700 ngàn. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu, em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn, xin phép chào tạm biệt. Và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.